Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của Ngày Đã Mất, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Vào giữa mùa khô, chúng tôi thực hiện chuyến du khảo đồng bằng châu Thổ. Hai tuần cuối cùng của cuộc điền dã, chúng tôi ở lại Thổ Sầu. Những khúc hát của các bà má ở xứ này đã giữ chân chúng tôi ở lại quá lâu. Chúng tôi thuê một chiếc ghe nhỏ, len lỏi vào những con kinh, con rạch chằng chịt của Thổ Sầu. Sáng, cậu lái ghe là một người ít học, quan giả và mạnh mẽ. Sáng cùng mẹ đi bán hàng bông từ năm 12 tuổi, cậu ta rành rẽ đường ngang lối tắt, thuộc lòng con nước lớn, con nước rồng. Cái hôm mà gặp Sáng ở bến sông, tôi nói tôi cần tìm những bà già biết hát. Cậu ta cười, nhóc luôn, chú muốn đi, tôi chở. Và đúng là Sáng không quá lời. Cái hôm nào mà chúng tôi ra đi thì cũng gặp khúc hát mới từ một bà già trầu đỏ trên môi. Em có vẻ phấn khích với những giai điệu mà chúng tôi chưa từng biết, chưa ai sưu tầm bao giờ. Phụ mẫu đánh em quặt què quặt quại, treo em lên tại nhánh bần, rủi mà đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh, ý a. Em làm việc luôn ở trên ghe, nghe lại những đoạn băng ghi âm, đến những cái mẫu ghi chú vào để viết lời, ký âm vào giấy. Cuối ngày thì tôi sẽ nghe băng và đối chiếu với bản ký âm. Em ngồi gần đó, dõi theo nét mặt của tôi, và thường thì nhoẻn cười khi thấy tôi cao mày phát hiện vài sơ sót nhỏ. Em theo tôi làm công trình sưu tầm, khảo cứu dân ca hơn một năm. Không gì niềm đam mê nào rõ ràng ngoài cái gì em thích tôi. Bởi vì thầy giống ông ba. Đó là một ông già hàng xóm đã làm bạn với em suốt một tuổi thơ thui thủi. Cha ở tù vì biển thủ của công, mẹ thì mải mê lao vào những cuộc hẹn hò. Em cắt tóc bên cao bên thấp tới trường, trông khá quái dị. Và tôi đã xoa đầu em một cách bâng quơ, trong một cơn phấn khích mà tôi thì không thể nhớ. Em nhắc lại rất chi tiết. Cái hôm đó tay thầy thơm mùi cỏ cú, em biết cái loại cỏ này giường của ông ba nhiều lắm. Ngừng một chút, em dụi mặt vào ngực áo của tôi. Giữa cái sảnh đông người, thầy cũng dịu dàng, y chang như là ông ba vậy á. Tôi cười. Em ngây thơ tới mức ngay cả sự tàn tạ, khô kiệt của sự sống và dịu dàng cũng không phân biệt được. Cho nên việc cho phép em tham gia nhóm nghiên cứu thì cũng vì một cái gật đầu bâng quơ. Khi mà hoạch định cái chuyến đi, em níu tôi đòi đi theo. Tôi ngó em từ đầu tới chân, cái giọng hơi mỉa mai. Vụ này cực khổ lắm, cô nhắm chịu nổi không? Em cười, dạ không sao đâu, miễn là em được ở bên thầy. Câu cuối cùng em hạ giọng, nghe nhẹ như là một lọn gió bấc buốt qua lớp áo. Tôi lấy kính ra lao. Khi ấy tôi đã 69 tuổi, còn em thì mới có 22. Tôi không bao giờ muốn nhớ cái điều đó, nhưng đôi kính lão, dáng người héo như chỉ là da bọc lấy những đốt xương rời. Mái tóc thì đã ngả màu bông lau chín. Tất cả những gì thuộc về tôi đều nhắc nhở tôi đã quá già. Tôi từ chối thẳng. Thôi, cô ở lại, tôi sẽ đi với Trâm. Cái tên của một đàn chị khá giỏi giang không làm em thất vọng mảy may. Em tỉnh bơ quay đi. Cái hôm ra xe thì em đã cõng ba lô chờ sẵn ở đó. Thấy tôi đi một mình, em không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ cười chồng chọc, ý như em biết mà thầy nói gạt em. Tôi ngẩn ngơ, không biết làm gì với một cô gái thông minh và quá hiểu mình. Thì em đã kéo tôi lên xe. Em ngủ suốt đường đi, ngủ ngon lành như một đứa trẻ con. Nhiều lần đầu em dục dặc, mất điểm tựa.
tôi đã lén kéo vào mình, nhưng bàng hoàng nhận ra vai tôi đã cứng khèo. Những ngón tay cũng khô khi tôi lần vào ngực em trong tối đầu tiên. Em giấu nụ cười trong chiếc mền, được nằm kế bên thầy, thích quá. Cái cảm giác mình đang khô đi khiến tôi rã rời. Hầu như không có một cơn rạo rực nào khiến tôi có thể ôm lấy em. Lời bỏng rát trên môi, lục cục, lòn hòn, sẵn lè. Tôi không thể ngủ được khi có người lạ. Em vẫn cười và nhích ra mép giường, suốt đêm không chạm vào tôi. Tôi thì không sao chợp mắt, phấp phỏng sợ em mê ngủ lăn đột xuống đất. Vẻ mặt hốc hác của tôi sáng sau đã khiến em áy náy. Những ngày rong ruổi tiếp nối luôn có hai giường riêng biệt cho tôi và cho em. Giấc ngủ không gì vậy mà đến với tôi dễ dàng. Không biết có phải vì vậy mà tôi cáu kỉnh suốt. Chỉ vì một nốt nhạc sai, tôi cũng có thể cào nhào, giận dỗi. Nhưng mỗi lần tôi nhăn trán thì em chỉ rụt cổ cười. Có lần tôi giận đến xé phăng cái bản ký âm đi. Em lại gần và cắn vào tay tôi, nheo mắt. Thầy tính đuổi em đi bằng mấy cái lỗi nhỏ xíu này hả? Tôi ngó cái dấu răng trên da thịt mình. Cảm giác em gần gũi tới mức như đang ở trong tôi. Bản ký âm em làm lại không hề có một sai sót nào. Dường như em sung sướng cố ý mắc một vài lỗi để buộc tôi xưng xỉa, rầy rà. Tôi biết điều đó, nhưng không hiểu sao tôi lại chờ đợi được cuốn vào vở kịch của em bày sẵn. Thị tứ đã lùi xa sau lưng. Chúng tôi đi sâu vào những xóm làng heo hút. Cái túi chứa những cuộn băng cassette ngày càng đầy. Giữa đêm thì em mở lại tiếng gà trưa hay ai đó ới lên ăn cơm. Trong một khu vườn thăm thẳm, bờ lau xào xạc gió, nước chảy vào họng đìa, con chim nào đó kêu ánh ỏi. Một ngày đã qua với em là ngày không bao giờ mất. Tôi thì mất trắng. Đôi khi nằm giường bên này, mở cuộn băng ký ức của riêng mình, nghe lại tiếng khóc ngất của em khi bị đĩa đeo. Tôi tự hỏi, sao lúc đó tôi không ôm em vào lòng mà chắp tay sau đít cào cạo. Chán không chịu nổi, cô còn tính khóc tới chừng nào nữa? Một vài lần lội tắt qua những cánh đồng tàn rạ để đến cái xóm nhỏ vắt vẻo giữa đồng khơi, nơi có bà già nào đó đang cất giữ trong ký ức một câu hò điệu lý mà chúng tôi chưa biết. Tôi đã tưởng cái ngày hôm đó không bao giờ mất. Giữa trời và đất lồng lộng, bỗng dưng tôi cười xòa, nói đùa mấy câu ý nhị. Cái cảm giác chỉ có em và tôi và cây cỏ dại trên đồng làm tôi thấy dễ chịu. Thậm chí tôi đã chủ động nắm tay em, và bàn tay nhỏ nhắn đó thoáng lạnh đi vì bất ngờ. Em giả vờ ngó bâng quơ mây lên trời, lâng lâng niềm vui. Nhưng tôi đã không giữ tay em được lâu, vì khi rình bắt con chuồn chuồn gần cái ao nhỏ sắp cạn nước ở bên bờ ruộng, tôi đã thấy lại mái tóc trắng xóa của mình và cơn nắng khô khốc trùm phủ lên tôi. Khi bước vào cái xóm nhỏ đó rồi nghe mời hai chú cháu uống ly nước dừa cho mát rồi hẳn đi, tôi ngồi rũ ra, thở dốc. Không hoàn toàn vì điệu hò mà chúng tôi cần tìm đã bị chôn vùi tuyệt tích xuống đất cùng với một người già 7 tháng trước. Cuộc đi của chúng tôi bỗng dưng chậm lại. Em hay than mỏi chân rồi ngồi ì ra dưới một góc ô môi bên con đường xóm vắng người. Tôi cằn nhằn, kiểu này thì biết chừng nào mới tới chỗ đây. Tôi đã nói là cô chịu không nổi rồi mà, thiệt là chỉ làm vướng chân tôi thôi. Em cười hinh hích, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh mình rồi nói, thầy ơi, thầy mỏi chân đi. Sau câu nói ấy thì tôi thấy mình bỗng mỏi thật. Vì chỉ cần đi một chút nữa gặp người đời, tôi sẽ thấy lại tuổi 69 của mình trong mắt họ, sẽ phải nghe câu nói hồn nhiên của một người hồn nhiên nào đó.
Ông anh tôi có con gái ngộ quá hen, phải mà ở gần, tôi hỏi cưới cho thằng út của tôi, mình làm xui gia chơi. Và em bỏ chén cơm ăn dở xuống, rối bời nắm lấy tay tôi. Không phải đâu, chú ơi, không phải. Cái khoảnh khắc rối bời này sẽ lặp đi, lặp lại chừng nào mà em còn ở bên tôi. Tôi muốn ngồi mãi ở dưới cái giàn bông ô môi đỏ, chỉ chút nữa thôi. Trong khi em đặt máy ghi âm một câu hát dân gian, tôi chụp hình gương mặt già quéo của bà cụ và máy ảnh bỗng rung. Tôi thấy chính mình ở trong ống kính, lụ khụ, hom hem, miệng thì phập phều, đôi môi trống. Tôi sẽ ở bên em như thế này sao? Một bộ xương đang khô đi, rơi ra từng lóng một. Bà cụ vẫn đang say sưa trèo trạo hát, nước chảy lánh linh chảy ra giàm cũ, thấy dạng em chèo cặp vú muốn hôn. Em cười ngắt nghẽo, trời đất ơi, ngoại làm con đau bụng rồi nè. Tôi gần như không dám nhìn vào cái cười trong trẻo đó, vì sợ mình sẽ nhớ lâu. Chuyến khảo cứu đã bước vào những ngày cuối, và khi tới thổ sầu, tôi đã giữ được thái độ lạnh lùng với em. Một sự xa cách cần thiết cho tôi thanh thản về lại phòng làm việc trong diễn âm nhạc, hoàn tất công trình nghiên cứu của mình cho đến cuối đời, và cho em đủ tỉnh táo để thấy rằng những thanh niên cùng khoa xứng đáng hơn tôi rất nhiều. Nên thời gian ở thổ sầu tôi thường cao có. Sáng thấy đôi khi tôi gầm gừ em chỉ vì những lỗi nhỏ, cậu ta cằn nhằn, chú ỷ lớn rồi ăn hiếp cổ. Tôi nạt lại, cậu thì biết gì, rồi bỏ đi chỗ khác. Sáng dây qua em an ủi, thầy kệ ổng, mấy ông già hay khó tánh lắm. Rồi ngẩn ra khi thấy em cười tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là buồn bã. Tôi hoang mang, cáu giận cũng là một cách quan tâm, nhưng dửng dưng thì có tác dụng không? Chiếc ghe đưa chúng tôi đi từ khúc hát này đến khúc hát khác, vì sông rạch chằng chịt, chúng tôi không thể quay lại thị xã trong ngày. Đêm chúng tôi ở lại nhà bà con, ngủ trên những chiếc giạc cao gồ ghề, cọt kẹt, hay bộ dáng đã bị mọt đục nham nhở. Ngày lại, chúng tôi đi dọc những triền sông mãi miết, những hàng dừa nước, những lùm chùm gọng, những bụi ráng, ô rô, giữa những câu hát phờ phào đứt quãng vì thiếu hơi. Em đi tìm anh, nước mắt nhỏ ú cọng cỏ vàng, anh không tin đi trở lại mấy nẻo đàn em qua. Đôi khi tôi được nghe lại tiếng bìm bịp kêu chen lẫn trong nước chân khỏa vào nước, và giọng của Sáng ngập ngừng, chân của đó trắng quá chừng. Tôi ngồi nghe mớ âm thanh đó với vẻ mặt điềm nhiên, vì tôi biết em đang theo dõi mình. Không phải vô tình mà những cuối ngày, khi ngồi đối chiếu lại băng và bản ký âm, tôi thường được nghe những cuộc chuyện trò, tiếng tu hú gọi bày tao tác, sau đó là giọng Sáng. Bữa nào mà nghe tu hú kêu tôi mệt muốn chết, em hỏi sao vậy? Sáng cười khà khà, vì tôi mắc kêu theo nó. Cứ tôi mà nín thì nó kêu, còn tôi mà kêu thì nó nín, một hồi muốn đứt cái hơi. Em cười giòn, sau đó là tiếng gió xào xạc. Tôi đoán là em và Sáng đang ngồi dưới một bờ tre. Rồi Sáng thở dài, mai mốt đó về chắc tôi buồn ác liệt á. Tôi nhấn nút stop như một động thái vô tình. Sau khi sửa lại bản ký âm, tôi thờ ơ dặn mình cho đỡ mỏi, rồi nằm dài khoan khoái trên sạp ghe. Ở đằng mũi em đang làm sao thấy tôi đang tái nhợt đi. Thời gian ở thổ sầu vì thế mà hiện diện một cách bất thường, ngập ngừng, dằn dặt với tôi và em, nhưng lại quá mau với Sáng. Chạng vạng nào Sáng cũng chép miệng than, trời ơi, mới đây mà hết một ngày rồi. Thích em không giấu giếm, có bữa Sáng táo tợn hôn lên mặt em rồi nhảy cái ào xuống nước. Em ngó về phía tôi, và tôi
thì cố gắng lên môi nụ cười bình thản. Em cúi đầu nhìn sông trôi sơ rơ. Buổi chiều của ngày cuối cùng trước khi sáng chạy chiếc ghe trở lại thị xã, em cho tôi nghe một đoạn băng thừa. Sáng nói, tối nay tôi lấy ghe chở đó lại đằng xã uống nước chơi, cũng gần ở đây thôi. Em ngập ngừng, cũng được. Tôi chuyên chú nghe lại điệu lý tình tang. Có con chim nhạn bỏ đàn, qua đây nhớ bậu bò càng khóc thương. Rồi bôi bôi xóa xóa trên tờ giấy trước mặt, cái viết thuôn mực như đang khóc. Để kìm lòng lại, tôi bỏ chúng qua một bên, soi mình xuống sông, để thấy tóc mình, gương mặt gãy khúc trên mặt sóng. Mày già rồi, mày già rồi, mày già rồi. Cái lúc mà em xin phép đi với Sáng thì mặt tôi đã ủi phẳng, trán tôi không nhíu lại, mày tôi không cao, nụ cười tôi an nhiên, dặn dò mấy câu như chính con gái mình hẹn hò. Tôi mà chớp mắt, em sẽ trở lên bờ. Buổi tối trong căn nhà mà chúng tôi nghỉ lại, tôi ngồi đập mũi lép bép đến khuya. Bà cụ già đã hát điệu hò quê tình lúc chiều, hỏi tôi sao buồn vậy. Tôi cười, đâu có, tại trà đậm quá. Bà gật đầu, tụi nhỏ chậm thiệt, tới giờ vẫn chưa về. Tôi không tin bà lãng tai. Dù có lúc tôi hỏi bà đi lại có khó không, bà trả lời ăn thịt chó tội chết. Nửa đêm tiếng dây xích buộc ghe sủng sẻn dưới bến làm tôi chui vào mùng và ngủ say thanh thản. Tôi tin rằng chưa bao giờ mình lại ngủ một giấc sâu đến mức cảm giác như mình đang chìm từ từ vào chết. Em bước lặng qua chỗ bộ giạc tôi nằm ngáy dưới bến. Sáng chắc là không ngủ được, tiếng dây xích mũi ghe cứ lao xao suốt. Sớm sau lúc chạy chiếc ghe cũ chậm chạp ạch đuổi đưa chúng tôi ra thị xã, Sáng nói mai mốt tôi lên Sài Gòn làm mướn, thể nào cũng kiếm hai người chơi. Em hoảng, anh không bao giờ tìm được tôi đâu, đừng có đi. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào Sáng sẽ nghe lời em. Bắt đầu từ ý nghĩ sẽ bỏ thổ sầu, chiếc ghe và những dòng sông, cậu ta bước vào cuộc theo đuổi biền biệt. Cái ý nghĩ chính chúng tôi đã làm thay đổi số phận của Sáng, khiến chuyến xe ngột ngạt. Tôi và em giãy tay cho đến khi Sáng chỉ còn dấu chấm than nhỏ nhoi, tuyệt vọng. Em day lại, quệt nước mắt, và suốt chặng đường dài, không hề nhìn tôi. Khi cảm giác mất em bắt đầu ăn lan trên từng thớ thịt. Chuyến xe cập bến vào một buổi chiều tàn lụi, nhưng chúng tôi thì mãi mãi không trở về được cái nơi mà mình đã ra đi. Đời vốn không buồn, nhưng người ta cứ làm cho nó buồn. Chiếc taxi đưa tôi đi một quãng thì cái trống trải đã thấu buốt tận đỉnh đầu. Tôi ríu giọng nhờ người tài xế quay lại chỗ em đã buông lời từ giã dửng dưng. Chỉ còn nhao nhác những khuôn mặt lạ em đã mất trước khi ngày mất. Sẽ còn gặp nhau, nhưng em không là em cũ. Tôi gần như nói ra bằng lời. May quá, cuối cùng thì cô ta cũng chịu rời khỏi mình. Thật là may. May quá, mai kia khi rút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng phải nặng lo cho em. Lúc đó ngồi cạnh tôi chỉ một gương mặt ướt nhòe. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.